Đây. Chuẩn bị lóc thêm một lần nữa lệnh, giúp em lần nữa lệnh ơi. Cho hạn chế tránh gặp mấy VIP ra tí là được. Đây. Khải thắng trận này là Khải lên 39 này. Với thời gian 2400. Đó, anh em thấy chưa? Rồi bên này. Bên này thằng 4 là 39 với thời gian 3400. Đó, chuẩn bị nhảy số vào 30 một cái là Khải sẽ lên top 4 nha. Nếu thắng một trận nữa Khải sẽ lên top 3. Sao anh? Trận cuối cùng em ơi, win lên top 3 nha. Hello cuộc sống mà, hello anh em. Nem độc đao, nem độc trưởng hả? Chắc chắn 100% là nem độc trưởng mạnh hơn nha bạn ơi. Nem độc trưởng mạnh hơn nha. Lượng độc rút ra nhiều hơn. Bạn chỉ cần cắt hai buộc hệ trưởng là anh em trưởng là nem độc đao không tuổi nha. Hồi nãy Khải đánh gặp nem độc nhưng mà pha đó Khải đánh đao, Khải là nem độc đao. Má nó trưởng Khải ba cái chấp mẹ. Nhanh vãi, không kịp bơm máu. Cuối cùng gặp ai? Clon gái cho nó nhanh nè. 1 phút. Win lại top 3. Tối nay cũng là một ngày quan trọng được cái ngày đua top phiếu bé ngon của server. Ngày quyết định tối nay. Tối nay sẽ Khải sẽ làm video Khải up riêng sau chứ không có like được. Hello đặt trà, ok. Cố gắng nè. Bây giờ vô này thì sợ thiếu Lâm. Mà thiếu Lâm thì có một số ít thôi, không có nhiều. Mà thiếu Lâm tầm này cũng thiếu Lâm VIP cũng hết rồi, nó cũng khỏe rồi em ơi. Chỉ sợ thiếu Lâm thôi. 90%, 100% là sợ thiếu Lâm rồi. Năm độc mà lúc nãy năm độc, năm như nó thôi, chẳng thắng chẳng thua thôi anh em. Anh em mà có xem những video Khải có làm video á, có khi Khải thắng, có khi Khải thua năm độc. Má hai con năm độc ngang nhau á. Với lại tầm này mình thua cấp nó nữa. À, cái này á, cái này bắt độc có 165 độc sát thôi. Rồi. Thiên Vương đủ xanh, Thiên Vương kích vãi luôn. Má cái này còn Thiên Vương kích nữa không nào? Thiên Vương thương anh em. Ủa má này vô là bắt mình này, bữa thua năng lần này. Bữa chính thua năng lần anh em, quấn sơ hở thua năng lần đủ xanh. Má Thiên Vương thương anh em ơi. Ơi. Thiên Vương này cùi quá, mình đánh ba cục nó chết mẹ rồi. Hơn quá. Rồi, top 3 100% rồi, khỏe rồi anh em ơi. Chúc mừng cái, anh em xin chữ chúc mừng Khải anh em ơi. Top 3 chắc rồi. Rồi, quá hay, nói chung đánh liên đấu cũng một phần là may mắn và lại bơ ca nha anh em. Chứ không phải một mình là mình bơ ca hay là mình đánh hết, không có. Mình cũng nhờ vào sự may mắn một tí nữa. Mình cũng canh này nọ rồi mình chấm thiếu Lâm rồi những kỹ hở mình đó anh em. Mà không tránh là nó vô thọ mình lên bàn thờ ngay. Chung là cũng sợ may mắn. Rồi, ok, Khải top 3 rồi nha anh em ơi. Mừng quá. Đó, có dòng cho anh em xem rồi. Ít hôm Khải nhận phần thưởng top 3 á, như thế nào Khải sẽ quay video lại cho anh em xem tiếp. Rồi, còn nó bị em game hả Tùng Anh ơi. Rồi, ok cho anh em xem lại hạng một lần nữa nha. Bây giờ không đủ, không vô được rồi. Khải đi là đủ 4-8 trận rồi. Đây, Khải đã lên top 3 nha anh em. Top 3 liên đấu mùa này nha. Đó. Chắc chắn sẽ ông không ai lên nữa hết. Không ai lên được Khải nữa rồi. Tại vì là tầm này đã hết 48 trận thi đấu rồi. Top 1 á, top 1 là Nghe Mây Trưởng. Top 1 là Nghe Mây Trưởng mang kẹp vô danh. Đánh 45 thua 3. Thắng 45 thua 3. Nghe Mây Trưởng nha anh em. Nói chung là cùng bang với nhau á, nên là anh em cũng né nhau đỡ không gặp nhau. Nên là Nghe Mây đó cũng gặp Khải, hình như là chưa gặp Khải trận nào. Né nhau hết. Chỉ có những ạch phụ thì có gặp, nhưng mà ạch chính thì ạch sau này thì không có gặp nữa, ạch sau này né nhau hết. Đây là cái băng rồng top 2, băng Khải luôn. Cái băng rồng full set đồng cừu. No 1 server luôn. Nghe Mây cũng no 1, cái băng cũng no 1 luôn. Còn đây của Khải năm độc Sida. Đó, 40 phần 8, hàng 3. Hết 48 rồi. Đây là Clon nha, Clon hàng 3 nhưng mà chính là hàng 6 đầu đầu. Ở đường môn xét thiên quang. Nếu anh em có xem livestream hoặc là những video trên kênh YouTube của Khải thì sẽ biết đến đường môn Grab, đường môn xét thiên quang này.
đó, hạng toàn hạng 4. Thua thời gian Khải 40, thua 8 giống nhau nhưng mà thua cái thời gian em. Thua thời gian 4.000 năm tích lũy lận. Thời gian đánh lâu hơn Khải cho nên là thua. Còn hạng 5 thì năm độc hạt long 39 thua 9. Hạt 9 thì quá nhỏ, nùng nóng quá. Chứng thầu top 2, top 3 là chuyện bình thường. Hôm đó mới thua cái 7 trận à, còn 3 trận cuối cùng. Ai ngờ vô 3 trận cuối cùng thua 3 trận luôn. Má nhỏ chưa, thấy nhỏ chưa. Hôm đó còn 3 trận cuối cùng cho mấy. Cũng đi như hôm nay nè, 3 trận cuối cùng thua 3 trận luôn. Đủ xanh, bó tay luôn. Nhưng mà không sao, hạt này lên có cái vòng cho anh em xem, cố gắng lắm rồi. Khải liên đấu đến 2 hạt lận, hạt 9 thì hạng xấu đó, rớt hạng xấu. Hạt phụ thì top 3 rồi. Bảo Trì rồi. Like chia sẻ anh em ơi, like chia sẻ giúp Khải anh em ơi. Tháng sau mà có xong đấu cứ kèm với Nga My VIP là 100% top 1. Ừ, nếu mà còn Nga My nữa thì đánh với Nga My là đẹp. Đánh với Nga My là được. Ok anh em, bây giờ Khải up cái video này đây, anh em xem đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ video nha anh em ơi. Ok bye bye anh em nhé. Đã đứng top 3 liên đấu rồi anh em ơi. Sẽ có một vòng vé đánh vào vé và là mình chủ rồi. Cái giờ anh em sẽ hóng bụi đánh và là mình chủ trên kênh YouTube của Khải nha anh em ơi. Ok bye bye anh em. Cảm ơn anh em nha. Đừng quên like chia sẻ video nha mọi người ơi. Bye bye.